Hello, xin chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sara Bắc Tây Nguyên. Ngày hôm nay thì trước khi đóng hàng gửi cho một người anh ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có quay lại cái clip về cái một cái sản phẩm dược liệu hỗ trợ sức khỏe rất là tốt và cũng là khá là dễ kiếm ở Tây Nguyên. Tuy nhiên ý mình nói dễ kiếm ở đây là nó có phân bố ở Tây Nguyên. Chứ còn mà để đi lấy được những cái tai nấm này về rồi về mà phơi khô mà đạt được cái kích thước sau khi khô mà vẫn to như thế này là cũng hàng hiếm. Tại vì cái này là ông anh dặn là phải lấy cho anh những cái tai to đẹp nhất thì mình lựa khá là nhiều. Tuy nhiên thì bà con ấy, thì người ta đi hái thì sẽ có cái cây to có cây nhỏ, như bạn thấy có cái to như thế này đây, nhưng có cái nhỏ này thì cũng phải lấy cho người ta. Chứ mình không thể mình mua cái to không, mình để cái nhỏ thì họ không biết bán cho ai. Mình xin giới thiệu luôn, đây là cái cây nấm lim xanh. Đây là nấm lim xanh hoàn toàn tự nhiên luôn các bạn. Lim xanh thực tế thì một số nơi có điều kiện, có khoa học, thì người ta đã trồng được rồi. Trong cái môi trường nhân tạo rồi. Tuy nhiên thì cái người Việt Nam mình xưa nay vẫn luôn quan niệm là cái hàng tự nhiên nó đều tốt hơn. Thì bản thân nó cũng phải cái hàng tự nhiên, hiện tại giá lúc nào cũng cao hơn cái hàng nuôi trồng rất là nhiều. Và trước mặt các bạn đây là những cái nấm lim xanh. Thì để cho dễ mọi người dành dung thì mình sẽ lấy một cái cây ở cái kích thước trung bình thôi. Dù cái này to, trung bình dù cái này đi. Cái này là trung bình nhưng mà trung bình lớn rồi. Đó, mọi người nhìn nha. Nấm lim xanh nó có cái đặc điểm như thế này các bạn. Thứ nhất là nó có một cái chân nấm này, khá là dài, có thể to như ngón tay. Đó, các bạn thấy cái phần mà các bạn thấy con dính đất đây, đó, con dính đất đây này, đây là cái phần nó nằm ở dưới mặt đất, đó. Còn cái này thì người ta gọi là cái tai nấm hay là cái mũ nấm, cái mặt trên nó có cái màu đỏ cam, đó, cái màu đỏ cam như là nấm linh chi Hàn Quốc vậy các bạn, đó. Dưới thì nó sẽ có cái màu trắng, đó. Hơi ngả vàng một tí. Cái tai nấm ấy, thì thông thường chúng ta không có sử dụng chất bảo quản gì cả, cho nên là nó rất dễ là bị các cái con mọt tấn công. Các con mọt này là trong môi trường tự nhiên luôn các bạn, đó, trong môi trường tự nhiên, chứ không phải là mang về nhà nó mới bị. Mà bản thân á, khi gặp ngoài tự nhiên nó đã có những con mọt như vậy rồi. Đó, nếu mà chúng ta để lâu thì nó có thể nó ăn hết những cái tai nấm trên này. Đó. Thì cái môi trường mọc của cái cây nấm á, là rừng, phải là rừng nhiệt đới các bạn, rừng gọi là rừng mưa nhiệt đới, mà ở Kon Tum này có rất là hầu như các diện tích rừng ở Kon Tum mình đều là rừng mưa nhiệt đới hết. Đó. Nó mọc ở dưới cái môi trường là dưới tán rừng. Đó. Và thông thường là nó chỉ phổ biến vào cái mùa mưa thì nó mới xuất hiện cái cây nấm này nhiều. Đó. Và nếu mà chúng ta không khai thác thì nó rất nhanh bị hư hỏng, bị mọt và nó mục mất. Đây có một cái tai nấm lim xanh khổng lồ các bạn, đây to lắm. Bạn thấy cái vì sao nó có cái thang đen ở cái chỗ này đây nè. Thật ra cái thang đen này không phải là cái nấm nó màu đen đó các bạn. Các bạn thấy cái này nó nằm ngang trên cái tai nấm này. Cái màu đen đây á là thực ra là cái cây tai nấm này. Đó, nó mọc bên cạnh một cái cây bị cháy khô. Một cái cây trước đây là do cháy rừng nó bị cháy khô. Đó, nó mọc bên cạnh, nó dựa vào luôn. Nó dựa vào trong một cái cây gỗ cháy khô. Và nó bám vào trong cái phần than luôn. Cho nên là còn dính, khi mà bóc ra nó còn dính một chút than của cái cây gỗ. Có than đấy. Đây có những cây nấm rất là cao. Như cây này có phải cái thân của nó nấm tự nhiên là dài tới 20 cm các bạn. Nấm khô mà như thế này thì tươi nó rất là to nha các bạn. Tại vì nó tươi là nó cái cây nấm nó cũng chứa khá là nhiều nước. Khi mà chúng ta phơi khô xong là nó teo lại. Nhận diện nấm lim xanh mặt dưới đây các bạn. Các bạn lưu ý nấm lim xanh khác, nấm cổ co khác. Đều là những loại nấm tốt hết. Đây là cái chân nấm đó các bạn. Cái chân nấm là cái phần mà từ dưới đất mọc lên đó. Đây nó vẫn còn sạn cát này. Chính và cả cái rễ cây của những cái cây gần cái vị trí mà nó mọc.
Cái này thì còn dính cả cái đất đỏ đây các bạn. Đất đỏ này. Rồi, tè ra. Đây một cái nấm bình thường. Đây có một số cái vết mọt trong môi trường tự nhiên này. Nhưng mà thường cái mọt này nó cũng không đáng kể các bạn. Khi chúng ta sát ra, chúng ta bẻ ra bên trong nó vẫn nguyên. Cái thớ nấm nó vẫn nguyên, không ảnh hưởng gì. Nó chỉ có vài cái lỗ mọt kim thôi, không ảnh hưởng gì cả, chúng ta vẫn sử dụng bình thường. Cây nấm này cũng dựa vào một cái thân, bên cạnh một cái thân cây bị cháy đen, nó vẫn bám cái thang. Đôi. Thấy hàng nấm tự nhiên các bạn, là nó có cây to nè, nha. Cây to nè, to thật là to luôn rồi đấy, to thật là to. Có những cây nhỏ thật là nhỏ đây. Đấy. Không phải nhỏ quá nhưng mà cũng có cây thì cùng. Đủ hình vạn trạng, có cây mập, có cây ốm, có cây là hơi cao. Còn khác với hàng nấm trồng các bạn, hàng nấm trồng các bạn lưu ý là do cùng một cái môi trường chăm sóc, cùng một cái điều kiện độ ẩm, rồi ánh sáng, không khí và chăm sóc, cho nên là nấm trồng thường nó có kích thước tương đồng nhau và kích cỡ nó cũng tương đồng nhau. Người ta sẽ không thu những cái cây nhỏ, tại vì thu những cây nhỏ thì nó không đạt cái giá trị kinh tế. Ta cũng không để cho nó quá già, quá to, quá già quá to thì người ta lại bị lỗ về cái chi phí đầu tư. Cho nên giống như nó chỉ đạt một cái giá trị đỉnh về kinh tế thì người ta sẽ thu hoạch rất là đồng đều nhau. Còn với hàng rừng thì bà con gặp cây to hai cây to, gặp cây nhỏ hai cây nhỏ. Cái giá trị dược tính của liêm xanh thì mọi người có thể lên Google, chứ không mình nói trong clip thì nó có thể là nó không đầy đủ. Tuy nhiên thì nổi trội nhất là những cái giá trị về khắc chế, ức chế. Điều trị thì mình không nói là điều trị, nhưng mà thông thường những người mà đang bị ca, bị ung thư thì người ta hay dùng. Mà điều trị thì chúng ta không khẳng định, nhưng mà chúng ta nói là nó ức chế cái tế bào ung thư. Thứ hai nữa là nó bồi dưỡng sức khỏe. Tuy cái nấm này rất là đắng, các bạn lưu ý nha, chúng ta hãm nước hay là ngâm rượu chỉ cần một vài cây nấm thôi, rất là đắng. Nhưng mà người ta nói là thuốc đắng giả tật là vậy. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ trong cái việc là điều trị về các cái chứng bệnh về gan, ví dụ như là gan nhiễm mỡ, cholesterol. Giảm cholesterol trong máu và các cái chứng bệnh khác. Cái cách sử dụng của chúng ta là chúng ta thái mỏng ra. Các bạn có thể thái hoặc là nó cứng, các bạn dùng dao, các bạn chặt. Hạm trà, tốt nhất là chúng ta hạm trà uống. Còn một số người thì ngâm rượu, nhưng mà thực ra ngâm rượu nó rất là khó uống. Rượu nó đã nặng rồi, uống thêm cái vị đắng rồi nữa. Nhưng mà chúng ta hạm trà uống, đắng quá các bạn pha loãng ra thì nó sẽ tốt. Uống rượu là mất công là sợ cảnh sát giao thông phạt nữa, nếu mà lái xe. Cả một cái mẹt to như thế này nữa các bạn. Đấy, mình đang thấy cái tay mình cầm không? Nhưng mà nó rất là lợi. Một cái mẹt này chỉ có 1 kg. Một cái mẹt này chỉ có đúng 1 kg, nặng có 1 kg nấm thôi. Nhưng mà cái công sức để người ta đi lên cái rừng già người ta hái được cái này rất là cực. Và cái lô nấm này là cái lô nấm hàng đặc biệt các bạn. Còn nếu mà mọi người mua hàng bình thường thì cái cỡ tay nấm nó chỉ cỡ này thôi. Cỡ này, quanh cỡ này thôi. Còn đây là cái lô nấm có những cái tay nấm rất là to và những cái cây nấm rất là đẹp. Cao hơn so với hàng bình thường. Mọi người có nhu cầu thì các bạn liên hệ với mình. Các bạn có thể dặn, hoặc là các bạn có nhiều cách đó. Các bạn có thể dặn mình mua, hoặc các bạn có thể chuyển khoản trước đó. Tại vì cái hàng này nó không có sẵn các bạn, phải đợi. Nói chung là có thể là nhanh, gặp đúng ngày thì có thể có liền, hoặc không có thể chờ cả mấy ngày hoặc là cả tuần là bình thường. Tuy nhiên chúng ta mua một lần 1 kg, 1-2 kg này chúng ta dùng được rất là lâu, và cái quà ta làm quà biếu tặng rất là giá trị. Chào tất cả mọi người nha.